Hello, Đình Thái xin chào mọi người. Hôm nay ngày 8 tháng 8, đã qua gần một tuần thì Đình Thái mới quay trở lại để đăng gửi cho anh em. Vì trong lúc này gửi hàng đi cũng rất là khó và rất là chậm nhá anh em nhá. Mong anh em chờ nhận hàng giúp mình. Một điều nữa Đình Thái muốn gửi đến anh em những cái dụng cụ gửi em tới anh em những cái lời nhắn nhủ trong cái mùa Covid này. Tại vì những cái vùng mà đang còn bị dịch bệnh thì cho dù là có chốt hàng rồi thì cũng không thể nào gửi được vì người ta không nhận. Người ta không nhận là vì không phải là hàng thiết yếu, còn những nơi mà chưa có phong tỏa gay gắt á, thì là mình sẽ ship hàng được. Nên là anh em vào trong cái những cái ngày này mình bán những cái dụng cụ mà vét kho thì anh em hãy gửi cho mình cái tin nhắn. Đừng có hỏi, anh em đừng hỏi nha, đừng hỏi còn không mà anh em cứ chốt số 1, chốt số 2, chốt số 3 rồi gửi địa chỉ cho mình đúng không? Thì một lần nhắn như vậy khỏi mất công hỏi lại. Và rồi mình cũng không phải đánh trả lời lại là còn như vậy đó anh em ạ. Nên là mình muốn gửi tới anh em cái bộc bạch như vậy vì mà rồi những anh em trên Zalo đừng gọi vào Zalo và mình không chủ bán ở trên Zalo vì mình chỉ trực tiếp bán trực tiếp điện thoại thôi nha. Anh em gọi tới thì bao giờ cũng có được những cái món hàng của mình cần và mình thích. Còn khi mà anh em gọi vô Zalo á thì mình không có số điện thoại để mình chốt hàng. Nên là anh em thông cảm cho điều đó. Anh em cứ gọi tới tôi chốt số 1, chốt số 2 là mình sẽ chốt ngay. Hoặc là anh em gửi tin nhắn là chốt số 3 rồi gửi theo địa chỉ luôn. Là chỉ một lần như vậy rồi mình vâng hoặc là mình ok là mình đã chốt hàng cho anh em. Và rồi anh em đừng hỏi trong cái mùa Covid này. Vì khi anh em hỏi không gọi điện thoại không á thì mình không có thể nào mình ship được cho anh em được. Vì những cái người mà mình chốt hàng rồi nhưng mà mình không gửi đi được thì mình không tìm được địa chỉ của anh em để mà mình gửi hàng đó, nên anh em cứ cho mình cái tin nhắn SNS. Rồi cái ngày mùng 8 tháng 8 mình gửi đến anh em tới 62 số mà mình cũng chia thành hai clip như mọi khi thì là số điện thoại của mình, và đầu clip ngày hôm nay mình gửi tới anh em chia thành hai clip nha, tới số 30 tới số 32 31 tới số 31 là mình sẽ dừng lại một cái clip. Rồi mong anh em cân nhắc và coi những cái thứ mình cần để ủng hộ mình Đình Thái. Vì trong có những cái đơn hàng mà mình gửi đi rồi anh em không nhận rồi mới quay về. Hoặc là mình gửi đi rồi thì lúc mình gửi 4-5 ngày thì ra tới cái nơi ở ngoài Đà Nẵng rồi Hà Nội. Thì cái ngõ hay cái hẻm gì đó nó phong tỏa là mình nó phải quay về. Nên là có những cái đơn hàng mà mình phải đăng lại. Rồi đi Hà Nội chơi rồi về như một cái búa như vậy thì mình quay đi quay về là mất của mình hết 50-60 ngàn. Rồi mong anh em cân nhắc. Và rồi những anh em nào ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long từ Biên Hòa, Đồng Nai thì là đang còn giãn cách, mình không thể nào mình ship hàng được. Mong anh em thông cảm và để những trong thời gian giãn cách thì ủng hộ mình nha. Cái clip ngày hôm nay mình muốn nói như vậy, anh em từ Biên Hòa, từ Bà Rịa Vũng Tàu đổ ra miền ngoài thì cái tỷ lệ mà mình ship hàng được thì khoảng cỡ 80% tới 90%, còn đồng bằng sông Cửu Long là mình không ship hàng được. Đó. Có nơi được có nơi không mà thường thì là không được. Nên anh em mà vô sau mình báo là hết hàng rồi thì cứ gửi địa chỉ cho mình. Biết đâu là có những cái địa chỉ mà mình không ship hàng được thì mình phải lần theo cái địa chỉ của anh em thì mình gửi hàng cho anh em, mình sẽ báo cho anh em sau. Rồi không quên cầu chúc sự bình an, sức khỏe cho từng người, cho từng nhà trong mùa Covid. Rồi cảm ơn anh em thật nhiều. Vào số 1 đầu tiên mình gửi anh em hai cái dụng cụ mà mình lấy về rồi mà nhưng mình không có thời gian để mà mình sửa, và nói đúng ra là mình cũng chẳng biết sửa luôn. Một cái đầu 3 phần, một cái hơi này, hơi 3/8, nhưng mà cái công tắc của nó nè anh em ơi, nó bị kẹt rồi đó, nên là mình không có test được đó. Cái thương hiệu gì đâu không biết nữa, nhìn nó nồi đồng cổ đá lắm anh em à. Đó, quay nó kêu cực như vậy đó anh em đó. Rồi một cái nữa là cái vít hơi luôn, vít hơi, điều chỉnh hơi trái phải nè, đó. Còn cái này á, thì mình thử hơi vô đây, nhưng mà nó là không quay cái này, nhưng mà nó lại xì hơi ra cái này. Đó. Những hàng này là hàng nội đồng của đá không anh em nè. Anh em nào giỏi sửa về chỉ cần là vệ sinh lại cho nó, rồi nếu mà nó có bị xì ron thì làm thay ron cho nó thôi. Đó. Một cái vít nha anh em ha, một cái vít nè, đó, một cái vít hơi nè, đó, chân 6 ly nè. Còn một cái đầu này là đầu 3/8 nè, hơi 3/8 nè. Đó, mình cũng phải rửa lại dầu cho nó sạch sẽ. Rồi mình bán combo 2 cái anh em nha, 350.
350 hai cái anh em nhé. Cái này bằng khối nhôm hết anh em, khối nhôm mà đồng hết, nó không hư gì đâu. Đó. Nặng lắm nha anh em. Rồi cái combo số 1 này làm 350 anh em nhé. Mình lấy bao lấy làm sao thì mình bán vậy. Đó, mình không có thời gian để mình sửa để mình bán. Nên là mình bán theo cái giá mà mình nhập bãi. Rồi ok anh em. Số 1 đã qua nha, tới số 2. Số 2 là một cái kìm mà cái kìm này là cái kìm mà mình đã gửi tới anh em, cái kìm này là cái thương hiệu này là của Nhật nhé. Này Japan nè. Funkin gì đây này, Japan nè. 10 inch nha anh em nhé, tiêu chuẩn của nội địa Nhật nè, loại thép nè. Con này đang còn rất đẹp luôn. Răng nè. Japan nhé, anh nào cần có chữ Japan. Hai mặt nó đi. Kìm răng đẹp lắm, 550 anh em nhé. 10 inch nhá, size to nhất đó. Thép chrome nè. Tiêu chuẩn nội địa Nhật này 10 inch nè. Funkin gì đây? Đây là mã số của nó và Japan nè, anh em thấy không? Đó, anh nào đang sưu tầm. Răng nó cũng răng khá đẹp anh em. Thẳng miệng nha. Đó, 550 anh em nhá, số 2. Rồi tới số 3. Số 3 là một cặp kéo nha. Một cây kéo tỉa này, tỉa dâm này. Và một cây kéo cắt nè. Cái con này là nó không có chữ anh em nha. Con này nó không có chữ. Đó, size nó là size 200 nè anh em nè. Đó, nó không có chữ anh em ơi. Anh em coi lưỡi nè. Đó, không có chữ anh em nha. Rồi mình test cho anh em coi nè. Mình không có nhớ để mình lấy cái cây, mình test cái dây điện đi. Dây điện âm tường đi anh em ha. Đó, anh em coi nha. Ngọt anh em nha. Cái giá này là mình bán hai cái luôn nha. Đó, giá này là giá combo, mình bán cái hàng tồn kho. Coi như là cái hàng vét kho đi. Nên là giá nó bình dân hơn một chút cho anh em để anh em. Còn cây này là cây kéo tỉa dâm nha anh em nha. Đó. Mình bán combo hai cái nha. Hai cái 300. Đó. Tại vì những cái dòng mà nó chưa có cái nó chưa không có chữ mà như vậy trước kia là mình bán đã 300 rồi. Đó. Xấu thì mình bán 28 còn bán 300 nha. Còn bây giờ kèm cả cái cây kéo chỉ dâm này nữa. Đó, anh em coi nè. Nó không có chữ đâu anh em nha. Nó không có chữ. Đó. Tỉ dâm nha anh em nha. Cặp này 300 anh em nha. Số 3. Rồi tới số 4. Số 4 là một cái mũi khoét anh em ha. Nó 2 ly anh em nha. Tối đa nó tới nó từ từ 3 ha. Từ 3 hay từ 4 gì đây anh em nè. Rồi tới 20 ml. Đó, em coi nha. Một cái mũi doa để anh em mà khoan nó bị méo một chút rồi bỏ vô doa nhẹ cái thôi. Đang còn rất đẹp nha anh em nha. Anh em coi nha. Rồi cái bộ này 150 anh em nhé. Tôi làm một cái đục lói ha. Cái đục mà để anh em thốn ra những cái con ốc hay những con tán gì đó mà nó cứng đầu. Đó. Rồi cặp này là 150 anh em nhé. Số 4. Số 4 nha. Rồi số 5. Số 5 là một cặp cái khóa phòng nha anh em. Những hàng là hàng nằm trong kho rồi mình lặt ra rồi mình vệ sinh lại. Chứ còn không có nhớ là không biết là mình có còn thứ gì hay không. Nên là có cái nào mình đăng cái đó. Cặp này 140 anh em nha. Cái con này nè. Cái con này là số 11, 13 nè anh em nè. Đó, 11, 13 nha anh em nha. 11, 13. Còn con này là 12 nè ha. 12, 14 nè. Đó, 1 phần 2 là 12 nè anh em nè. Đó, còn cái này là 9 phần 16. Là 14 đó. Đó, là cặp này 140 anh em nha. Rồi, cặp số 5, 140 nha. Rồi số 6 là một cái kìm phe. Mà phe này là phe dùng cho của thợ máy hay gì đó. Đó anh em coi nè. Đầu mũi của nó nè. Nó không còn được đẹp lắm. Nó về nó cũng bị sức méo là mình phải mài dũa lại một chút cho nó tròn thì nó đẹp. Hiệu của nó đây nè. Rồi mình đo thử cái chiều dài của nó nha. Con này nó cũng được khoảng cỡ 25 30 phân gì đó anh em ạ. À. 28 phân rưỡi anh em nha.
28 phần rưỡi. Đó. Nếu mình mở nó ra như vậy là 28 phần rưỡi đấy anh em nè. 28 phần rưỡi nha. Đó, anh em bóp cái này ha. Bóp cái này rồi xả ra nha. Bóp cái này xả ra rồi anh em bỏ tăng lên. Rồi con này 200 anh em nhé, số 6 200. Đang đẹp lắm nha. Đó. Dài 28 phân rưỡi anh em nhé. Rồi con này 200 nhé. Rồi tới số 6 xong rồi tới số 7. À, mình Đình Thái sẽ soạn ra những cái đồ linh tinh ở trong cái kho, nên là có những cái thứ nhỏ nhỏ là mình bán theo combo luôn anh em nhé. Cái này là 500 là 250 nha. Cái thứ nhất là một cái thước vuông này. Một cái thước vuông nhỏ nè. Nhỏ xíu như vậy rồi nó cũng có thương hiệu nè, 75 nè. Họ ghi là 75 ml nè. Đó. Rồi một cái combo nhỏ nữa nè. Cho anh nào làm những việc nhỏ. Hàng này đang còn nét lắm anh em nhé. Đó. Rồi một cái mũi lấy dấu nè. Một cái mũi lấy dấu nhỏ nè. Đó, để anh em làm việc nhỏ. Rồi một cái mũi chặt nè. Cái mũi chặt nè. Cũng có thương hiệu hết anh em, Trimax nè. Đó. Rồi một cây thước nè. Một cây thước xéo ha, cây thước 45 độ. Đó. Rồi mình bán combo anh em nha. Số 7 nha. 5 món nha, 250 nha. 5 món 250. Rồi số 7 đã qua nha. Rồi tới số 8 anh em nha. Số 8 Đình Thái sẽ lấy cái viết để sửa nó lại một chút. Số 8 là một cái mũi chặt anh em nha. Một cái mũi đục nè, một cái mũi đục 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 nhọn anh em ha. Cái mũi đục nhọn này là nó dài được 24 phân anh em. 24 phân 5 ly. Nhưng mà thân của nó thì to lắm nha. Thân nó to lắm, cha con này nó. Thân nó to lắm anh em nha. Cái đường kính này chắc khoảng cỡ 20 mấy đó anh em à. Anh em chờ chút mình lấy cái thước kẹp, mình kẹp này mình đo cho anh em coi nè. Cái mũi đục nha. Cái mũi đục nhọn nè. Nó 22 nha. Đó, mũi đục này 22 nha. Với lại cái mũi chặt nè. Cái mũi chặt. Một cái mũi ve chặt sắt ha. Đường kính này là đường kính 16 nha anh em nha. 16. Đó. Hai cái nha, 180 nha, số 8 anh em nha. Rồi, Đình Thái sẽ kéo cái camera lại một chút họ hiện với nha. Đây là cái số điện thoại của mình nha anh em. Anh em gọi liền ngay cho mình. Đó. Vì anh em chốt hàng trên Zalo á là mình không có chủ yếu, mình không có chủ bán trên Zalo đâu. Khi nào mà còn anh em mà nhắn tin SMS rồi gọi trực tiếp xuống thì bao giờ cũng có được ưu tiên hơn. Tại vì mình bán ở bên đó, còn ở bên Zalo là mình chỉ có khi nào mà hàng mà dùng cái từ là nó ít người mua hơn, còn sót lại thì mình bán bên Zalo nha. Đó, anh em cân nhắc như vậy. Vì khi anh em gọi vô Zalo thì như kết nối Zalo của mình là gọi tới, nhưng mà rồi đến khi vào chốt hàng thì mình không có biết được số điện thoại của anh em, trong khi mà mình chưa có lưu. Đó, mong anh em cân nhắc cho điều đó. Rồi tới số 9 anh em nha. Số 9 là một combo nha, một cái kéo nè. Một kéo bướm nha anh em nha. Đó, một kéo bướm với lại một cái kìm càng cua, nhưng mà nó không có ngay miệng đâu nha anh em coi nha. Nó không có tuyệt đối 100% đâu anh em coi nè. Đó, mình cắt cái chỗ được cái chỗ không nha anh em nha. Đó, cái chỗ thì nó hơi nhát một chút, nhưng mà động nhuyễn mà cắt như vậy là rất là tốt nha. Nó chủ yếu là nó cắt kẽm thôi nha. Đó, anh em coi này, nó cắt kẽm mà rất là ngọt này nha. Đó. Số 9 nha. Số 9 là một cái kìm càng cua nè anh em nè. Với là một cái kéo bướm nè, 120 nha anh em nha. Đó. Còn kéo bướm nè. Mình sẽ test kéo bướm cho anh em coi nè. Anh em làm những việc nhỏ nhỏ trong gia đình thì ok nè, đó. Nhìn nó hơi xấu một chút thôi. Nó hơi tối một tí thôi nha.
mà thép của Nhật thì yên tâm sử dụng ha. Đó, anh em coi nè. Rồi, 120 anh em nhé. Cặp này 120, số 9, 120. Số 9, 120 rồi tới số 10. Số 10 là một cái combo nha anh em nhé. Combo này là 150ml nè. Hiệu, thương hiệu của nó nè. Đó. Với lại một cái đục lói nữa nha anh em nha. 150 hai cái nha. 150 hai cái. Rồi số 10. Rồi tới số 11. Số 11 là một cặp taro anh em nha. Cái này là cái ngoài này anh em nè, đang đẹp nè. Còn cái trong nè. Cái trong thì nó có nhiều lỗ cho anh em ha. Lỗ 4 ly nè, lỗ 6 ly nè. Đó anh em chỉ được bỏ cái thân của nó vô thôi là xoay thôi. Rồi. Số 14 140 anh em nha. Bộ này 140 anh em nha. Số 11 140. Cái này mình thấy là tiện hơn nha. Tiện hơn là cái đồ mà bỏ vô để mình vặn lại á. Mất công mở ra mới vô, còn cái này chỉ việc bỏ cái thân nó vô thôi. Rồi, số 11 140 anh em nha. Rồi tới số 12. Tới số 12 là cũng là một cái trong một cái ngoài nữa nha. Đó. Cũng lỗ thân 6 ly nè, nè anh coi nè, 6 ly nè. Cái này là 8 ly nè. Đó, anh em chỉ việc bỏ vô thôi nha. Bỏ vô xoay nó thôi. Còn cái này đẹp nè. Cái răng ngoài nè anh em nè. 250 nha, cầm này 250 nha. Rồi 250. Rồi số 12 đã qua, tới số 13 nha. 13 là một con dao anh em nhé. Một con dao này là gọi là con dao chặt xương á. Mình cũng làm vệ sinh nó sạch sẽ nè, tút lại cho nó ngay ngắn nè. Anh em về chỉ cần mài lại nha. Mài lại rồi thí lại cho nó ngót ha, cho nó khỏi quặn lưỡi là được thôi. Đó. Dao này dao chặt xương anh em nhé. Có lưỡi không thôi chứ không có cán anh em ơi. Dao này là dao chặt xương, dao của Nhật nha. Rồi con này 200 anh em nhé. Anh em dùng dao của Nhật đi, anh thấy cái độ bén của nó. Ok anh em, số 13. Rồi tới số 14. Số 14 là một combo nha. Một combo, đây là cuối cùng nè. Đó, mình soạn ra nè. 4 cái nha. Cái này là mấy phân không biết nữa. Mình cái thứ nhất là một cái đục móng nè anh em nè. Đục móng á, một cái đục móng nè. Rồi tới cái thứ hai là cái 3 phân nha. À, cái đục thứ hai là 3 phân nè. Rồi cái đục thứ ba là 9 ly anh em. 9 ly rưỡi à. Đó. Chưa được 1 phân. Rồi cái thứ 4 nè. Thứ 4 là 1 phân 8 anh em nha. Đó. Bán combo nha anh em nha. Combo 4 cái nha. Nè. Mình cũng phải vệ sinh nó xong rồi mình lau lại BU cái cán của nó nè. Anh em nhìn thấy giá trị không? 1 2 3 4 nè, 4 cái ha. Thứ này là họ đúc hết anh em nha. Nó có chữ hết anh em ha. Nó có chữ hết nha. Chỗ này nó có chữ nè. Dán mất rồi. Con này không có chữ, con này không có chữ nha. Con này không có chữ. Có hai con có chữ à. Rồi 4 cái anh em nha. 200 anh em nhỉ. Rồi số 14. Rồi tới số 15. Số 15 đây. Số 15 là một cái đuôi chuột 19 24, có em nào mà dặn hoài. Nhưng bây giờ mình tìm trên Zalo mình không tìm thấy em để mà mình gửi hình nhá. 19 24 là của Super này anh em nè. Super Japan đang còn rất là cứng nha anh em nha. Nhưng không chưa có độ rung rắc luôn anh em ạ. À. Chưa có độ rung lắc đâu nha. Đó, anh em coi ha. 180 nha. 1924 Super nha. Chưa có độ rung lắc đâu. Mà nó hơi xấu một chút thôi, nó không được có sáng thôi. Rồi số 15 đã qua nha. Rồi điện thoại sẽ kéo xịt camera lại. 15 rồi nha. Rồi tới số 16 có anh nào đó đây nè, cái này đi Đà Nẵng nè, đi Đà Nẵng rồi quay về nè. Đó, clip trước là mình bán 220 nha. Mình bán cái clip trước 220, còn khi mà quay về đã mất hết khoảng cỡ gần 60 ngàn tiền ship. Dòng đi dòng về.
Bây giờ bán 200 nha, số 16 nha. Hai cái nhỏ, hai cái 3 phân 5 phân. Còn lại hai cái 75 nha anh em nhé. Đó, 75 nè. Sao mắc là một cái sao mắc với là một cái gì đó Japan nè. Đó, là 4 cái nha, 200 anh em nhé. Rồi. Anh nào đang là dặn đó, anh nào dặn vô con để ủng hộ mình thấy nha. Rồi tới số 17 nha. 17 cái một cái cưa đang mới nè, 200 nha anh em nhé. 200, một cưa hai lưỡi. Đó, cưa bét nha anh em nha. Cưa bét. Cái cơ chế tăng lưỡi nó ở đây nha. Rồi 200. 200. 200 một cưa hai lưỡi. Rồi tới số 18. 18 là một cái thương hiệu gì đó. Cái thương hiệu này là của Nhật hay là của Đài Loan không rõ nữa. Nhưng mà cái này là cái dụng cụ gì đó để làm nó họ ghi 1/2. Nó ghi 1/2. Để không biết là nó làm cái gì anh em ơi. Mình không biết làm cái gì đâu anh em nha. Đó, họ mở ra như vậy, trong này là có cái ngàm giống như ổ bi rồi bỏ vô đây á. Sập lại á, bỏ này siết vô. Mình không biết nó là cái thứ gì hết nha. Anh em nào coi thử là cái này có phải là công việc của mình thì ủng hộ Đình Thái nè. 140 nha, số 18. Đang mới lắm nha. Hiệu này là hiệu của Nhật ha. Mình nghĩ chắc là như vậy. Rồi 140 anh em nha, số 18. Rồi số 19, 20, 21. Đây, hàng này là hàng mà không cái clip trước mình đăng ổ khóa nhưng mà rút cuộc mình ship nhầm đi. Rồi anh nào đó ship cho mình đã cũng không có tìm ra được số điện thoại của anh để gửi cho anh. Hàng này là đi Khánh Hòa xong rồi quay về lại này. Đó. Cái con này là cái con số 19 nha. Một con cái khóa xe đạp này. Hiệu của nó là Sanger nha. Sanger nhưng mà nó chỉ có một cái chìa thôi. Còn hai cái chìa của nó bị mất không? Mất rồi. Có một chìa thôi anh em. Giờ Đình Thái cái này nó cái ổ khóa này là ổ khóa chìa anh em nha. Đó. Anh em khóa lại rồi được, khóa xong rồi mới rút chìa ra được nha. Đó. Chìa nó đơn giản vậy thôi. Rồi đút vô. Đó. Gạt lại. Rồi ok. Xoan vô 90.000 nha anh em nha. Rồi số 19. Rồi số số 20 và 21 là hai cái bộ khóa số nha. Một cái 120, một cái 130 nha. Cái này nó có dấu sát hơn tí, 120, còn cái này 120. Cái này có dấu sát hơn tí nè. Đó. So với cái này 130, cái này 120. Anh nào lấy một cặp thôi nha. Có nhiều anh cần ổ khóa lắm nhưng mà mình không thể nào mà mình tìm ra được cái tại vì anh gọi tới không mà nên là không nhớ được. Anh cứ gửi tin nhắn nha, các anh cứ gửi tin nhắn cho mình nha. Để mình không bán được cho người này thì bán cho người khác mà gửi cho các anh nha. Đó, đây là cái mã số của nó. Đó, mã số nó nằm ở đây, hàng này chưa sử dụng đâu anh em nha. Anh em coi nè, đó. Mấy cái tờ giấy mã số đó bay mất hết rồi. Mình chỉ lấy được cái mã số của nó mình viết lại thôi. Đó. Rồi, hàng này hàng chưa sử dụng đâu anh em nha. Rồi số 20.2. Số 21. Số 21.3. Rồi. Anh nào lấy 2-3 cái luôn đi. Rồi tới số 22. 22 là bộ bấy nha. 22 là một bộ bấy. Một cái đây là hàng mà hàng vét kho anh em nha. Mình đăng một vài clip nữa là sẽ hết. Mà Sài Gòn bây giờ đang còn cấm, chưa cho buôn bán nên là mình sẽ không biết khi nào mới quay lại để có hàng để gửi cho anh em được. Cái dài nha. Cái dài là 43 phân. Còn cái ngắn là 36, 35 phân nha. Đó. Rồi cặp này 206 anh em nha. Cặp này 206. Anh em coi nè. Đó. Đây là làm bằng thép đen hết anh em nha. Bằng thép đen nè. Alot đó. Thép AL là thép đen nha anh em nha. Đó. Nên là họ làm rất là mảnh. Mảnh nhẹ. Hai đầu móc của nó nè. Hai đầu bấy của nó nè. Rồi 206 anh em nha. Tại vì bữa này mấy những cái bộ như vậy mình bán 300 không nha. Ngay 206 coi như là mình hỗ trợ tiền ship cho anh em. Rồi tới số 22 rồi. Số 23. 23. 23 nha. Một cái đục chặt nhỏ nha. Đó, một cái đục chặt nhỏ anh em nha. Một cái ve chặt.
nhỏ với lại một cái xà gầy Made in Japan, hàng đang đẹp lắm. Rồi cặp này 100 anh em nhé, cặp này 100, số 23 100. Rồi số 24, 24 là cũng là Made in Japan đây anh em nè. Thương hiệu khủng khủng khiếp không? Anh em coi nè. Cái này to hơn tí nha. Này to hơn, dài hơn tí, 120 anh em nhé. Đó. Rồi số 24 120 anh em nhé. Rồi tới số 25. 25 là một con dao cắt ống anh em ha. Con dao cắt ống này là cắt ống sắt, cắt ống đồng gì đó mà loại to anh em à. Tại vì nó đó, maximum của nó là nó vô ở đây nè. Chứ nó không cắt được ống nhỏ anh em ơi. Cái này nó là dở ở chỗ đó, nó không có được ống nhỏ. Nó họ làm để nó làm gì mới nữa. Nó không ống ống 21 là nó không cắt được, nó phải cắt ống 27 trở lên anh em ơi. Đúng rồi, nó phải cắt ống 27 trở lên anh em ơi. Đồ này cũng dạng đồ cổ anh em à. Làm cán gỗ như là đồ cổ anh em. Những đồ mà những cái dao cắt như vậy, như thế này mà họ làm cán gỗ như vậy thì chắc nó phải là 4-50 năm rồi á. Maximum của nó là anh em ơi. Maximum của nó mình để mình đo thử nó được bao nhiêu. Nó cắt được ống 50 luôn, 52, 54 luôn anh em. 250 anh em nha. Lưỡi của nó nè anh em coi nè. Rồi, có 250 anh em nhé, số 25. Rồi, tới số 26. 26, 27, 28, 29, 30 đó là những cái dụng cụ, những cái bộ khóa vòng mà anh em đang còn cần. Vì mình cứ thông báo là mình bán hết hàng rồi, tại vì mình chưa không biết là nó còn được bao nhiêu cái và nó có đủ số hay không. Nên là anh em đừng có giận hờn Đình Thái mà tội nghiệp ha. Vì mình không mình nói là còn nhưng mà rồi mình báo lại nếu mà không có thì nó cũng giống nhau, anh em còn giận hơn. Nên là bây giờ thì Điện Thái cái đó là hết rồi, rồi mình sẽ thông báo cho anh em rằng là ngày chủ nhật mình sẽ, tối chủ nhật mình sẽ đăng lại, rồi anh em sẽ vô coi để lựa bộ ha. Rồi giờ, bây giờ tối số 25 đã qua rồi, tối số 26 ha. Số 26 này anh em coi nè, 10 12 nè, nó không có số 8 đâu anh em nha. Đó, 10 12 nè, ra ban hết anh em nha. Anh em cứ dùng 1 2 năm đi, cái cây nào mà nó bị cong á, cây nào mà cái đầu nó khi anh em mở mà nó bị cong á, nó bị cong chỗ này nè, thì cứ alo cho Điện Thái sẽ gửi bù cây khác đó, kể 1-2 năm luôn. Anh em thợ cũng như là anh em việc làm việc nhà cũng vậy. Rồi tới số 12 14 nè anh em, thép đen nha anh em nha, thép đen KCT là thép đen. 12 14 nè. Rồi số 11 13 nè, cây này thì đang còn mới, nó không có ghi chữ da băng nhưng mà nó ghi thép thôi ha, thép chrome đó. Rồi 14 17 nè. Đó, Evalu nè. Đây là cái hãng này ha, cái hãng Defor này là nó chuyên sản xuất cho những cái hãng người ta đặt hàng. Đó, anh em coi thẳng đét anh em ha. Rồi cây này là cây 14 17 nha. Rồi cái cây cuối cùng là cây cây 22 24 nha. Nó không có 19, bộ này không có. Bộ này nó không có 19 anh em nha. Tới 17 rồi tới 22 24 thôi. Mình lấy 5 cây mình soạn về mình bán cho nó. Cây này là của hãng gì đây không biết, nó cũng có dấu vít mà nó là thép đen nha. 224 nha, 320 nha, bộ này 320. Số 26. Rồi tới số 27. 27 cũng vậy luôn nha. Đó, 22 24 nè. 22 24 nè, KCT nè, thép đen nè. Rồi. 14 17 nè. 14 17 nè. Thép chrome nè. Rồi 14 12 nè, 12 14 12 là super nè. 14 12 là super nè.
rồi 11, 13 nè, 11, 13 nè, xe ban nè. Đây là thép, này là thép thứ ba này nhé. Đã, anh em để ý như vậy, thứ ba nhưng mà là xe ban nè. Mà họ dùng rồi cũng không có thể là công vinh được đó. Đó, 11, 13 nè. Còn cây này là cây bonsai này, cũng có dấu vít nè. Cây 10, 12 nè. Không có số 8 nha anh em. Không có 8 mà 19. Rồi, bộ này cũng 320 anh em nha. Rồi, số 27. Rồi, tới 28. 28 thì là cái bộ này là bộ có 19 nè. Thương hiệu Hiêu nè. 22, 19 nè. 22, 19 nè. Thương hiệu Hiêu nha anh em nha. Cũng là default này nha. Rồi 14, 17 nè. KCT nè. Thép đen nè. Rồi 10, 14, 10, 14, 12 nè. 14, 12 nè ha. Có dấu vít này da banh nè. Thép đen nè. Rồi 11, 13 nè. Cũng 13, 11, 13. Đó. Bằng thép chrome nè. Rồi số 10, 12 nè. 10, 13, 12 nè. Cũng thép chrome mà mọi người hiểu ra hiểu hiểu nè. Đó, em coi nha. Rồi bộ này cũng 320 nha. Bộ này 320 có số 19. Anh nghĩ là có nhiều anh cần số 19 hơn. Nó phổ thông hơn. Đó. Thì giờ mình có cây 19 là cuối cùng thôi. Rồi gửi đến các anh nha. Gửi đến các anh ba bộ này nha. Đó. 320 luôn. Số 28. Rồi tới số 29. 29 là một cái cùm ha, một cái cùm tay. Mỗi cùm để anh em cắt nhưng mà nó không thiếu một ốc. Nó không có ốc đâu nha. Anh em nào về có thể giỏi làm được cho nó một con ốc vào đây để vặn lại ha, để cùm thôi. Cái lò xo bảy bảy của nó nằm ở trong này. Đó. Anh em chỉ việc cho nó con ốc vào đây để siết lại thôi là anh em dùng được thôi nhá. Rồi, để mình bán hai cái này trăm nhá. Một con dao rộng 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 giấy nữa nha. Đấy, những hàng này là hàng Oppa này ha. Hàng này dùng là muôn đời luôn, không hư được đâu nhé. Nó bất tiện cái là nó vặn thôi ha. À, anh em phải đẩy lên như vậy, anh em phải lật vặn lại, còn không anh em phải kéo xuống phải vặn. Đó. Những con dao như thế này nè, Oppa da băng. Anh em sắm một lần thôi không 5 năm 10 năm không hư được đó đâu nha. Đó, 100 nha, số 29. Rồi tới số 30. 30. 30 là mình nhờ bộ khóa vòng này 6 cái nha anh em nha. 17 lớn nhất là 17 nè. 17 nè, 14 nè. 12 nè. 13 nè. 10 nè. 8 nè. Đó. 200 nha, 6 cái 200. Anh em ha, số 30 200 nha. Anh em cứ dùng đi, anh em cứ dùng đi, cái nào mà nó bị hoác miệng ha. Anh em dùng mà nó bị hoác miệng thì gọi cho Đình Thái. Rồi mua cái thứ gì đó Đình Thái sẽ kèm cái bù cho anh em. Đó. Bảo hành như vậy luôn anh em nhé. Hàng cũ rồi nhé, hàng này qua sử dụng rồi đó anh em à. Đó. Nhưng mà hàng đây là hàng Nhật á, họ làm rất mảnh nha anh em à. Thanh mảnh lắm mà đẹp lắm nha. Anh em coi ha, thanh mảnh mà nó trơn tru lắm chứ nó không có góc cạnh mà cái đồ tào lao như đồ Việt Nam mình thôi ha. 30 200 anh em nhé. Rồi tới số 31. 31. Cái lớn nhất cũng là 17 này anh em ha. Cái lớn nhất là 17. Rồi cái kế bên á là 5/8 là cái 16 anh em ha. Cái này 16 ha, cái này 17, cái này 16. Rồi nó ngắn xíu nè anh em nè, 15 nè. 15 nè. 15 nè, rồi 14 nè. 14 nè anh em nè. À, thép đen nè. 14 nè, rồi 13 nè. 13 nè, rồi thép chrome nè. 13 nè. Rồi 12 nè. 12 nè. 12 cũng là thép chrome hết nè, nên là họ làm rất mảnh. Cây của nó rất là mảnh nha anh em nha. Mảnh mà nhẹ mà trơn tru lắm nha. Rồi số 10 này anh em. Số 10. Số 10 nha anh em nha. Số 10, cây này số 8 nha. Cũng thép chrome nha anh em nha. Đó. Cái bộ này là 8 cây anh em nha. Bộ này 8 cây 260. Đó, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 18 anh em. Đó, bộ này nha. Anh em dùng đi, cái nào mà nó bị hoác miệng mà anh em nó bỏ không, nó bị hoác miệng ra mà nó dùng nó bị hư á thì cứ báo cho Điện Thái nha, Điện Thái sẽ bù cây khác. Nó bảo hành cho anh em 1-2 năm.
Rồi, ok anh em ha. Bộ này 260 anh em nha, số 31. Rồi tới số 32. 32 là một cái combo ha anh em ha. Một combo hai cái kìm phu già. Nhưng mà kìm này á, cái thứ nhất là cái kìm này size 18 này anh em nè. 18 năm, còn cái kìm này là kìm 201 này. Nhưng mà tất cả những cái này bị lỗi anh em ha. Đó, anh em coi nè. Nó bị lỗi cái miệng này nha. Đầu ngoài á anh em à. Anh em thấy không? Nhưng mà đang còn cắt tốt lắm nha. Rất là kêu anh em à. Anh em mà cắt ở ngoài cùng này thì nó bị nháp nữa cái lỗ của nó thôi. Đó. Nó cũng đứt này. Điện âm tường này, mình bấm ở ngoài là cũng đứt này anh em à. Mua trong chút này. Nó không còn ngọt ngào đâu thôi nha. Nó không còn được hoàn hảo đâu, nên là giá nó rẻ nha. Đó. Số 32 nha, một cái này. Phu già này ha, dấu dít nè. Rồi cái thứ hai nè. Cây thứ hai là cây này hai size 201 nè. Nhưng mà cây này á, là nó bị hơi hơi lắc lại anh em ơi. Đó, anh em coi nè. Lắc nhưng mà vẫn cắt tốt nha anh em nha. Đó. Răng nó đang đẹp. Vẫn còn cắt dây điện tốt tốt lắm anh em nha. Có chỗ cắt được, có chỗ không 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 cắt được. Đó. Cái chỗ thì nó hơi nháp tí là anh em nè. Đó. Còn những chỗ nó vẫn còn ngọt nha. Còn này nó cắt cắt kẽm là vô tư luôn nha anh em ha. Đó, anh coi nè. Rồi. Hai cái này anh em ha. Hai cái này với cộng lên một cái lưỡi dao này nữa ha, một con dao giấy nữa 260 nha anh em. 260 nha anh em nha. Bộ này 260, combo này 260, số 32. Rồi tới số 33 nha anh em. 33 là một hai kìm. Mỗi kìm hợp kim nè anh em nè. Kìm mà đăng mới nè. Còn một cái kìm này á là cái kìm lúc kỳ nè. Để làm gì không biết nữa nè. Để người ta lấy dấu gì đó anh em. Anh nào biết không? Chữ nhật không anh em. Rồi combo này 200 nha, hai cây 200. Anh em nào có thứ là có vừa cái đúng cái công việc của mình không? Số 33 ha, còn cái kìm này là cái kìm của ngôi sao này. Đó, cái kìm là kìm mới ha, kìm hợp kim để kẹp nắm để giữ những cái vật dụng những con ốc nhỏ để anh em có thể là mài mài dũa. Đó, rất là cứng cáp nha, hàng này hàng mới nha. Kìm hợp kim chưa dùng nè. Đó, anh em nhìn thấy không? Rồi hai cây 200 anh em nha. Số 33. Rồi số 34. 34 là cái mũi khoét nha, mũi khoét ván ván ép cũng như là thạch cao anh em nha. Còn cái hiệu của nó đây ha. Hiệu của nó đây. Anh em coi nha. 100 nha anh em nha. Mấy buôn bán 120 này bán 100 rồi. Số 34 nha. 34 rồi số 35 anh em. 35 là một cái cây kìm Mary á, cái kìm cắt 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 một cái kìm cắt này ở trong mãi trong cùng của nó bị hở một chút lại anh em thấy không? Đó ở trong cùng á anh em coi nè, cái kìm này là size 201 nha anh em, cái kìm này là size 201 rất là dài nha, cái kìm Mary nè. Ồ, không được, size 195 mà, size 195 mà. Rồi con này là giá 150 anh em nha, anh em coi nè lưỡi của nó nè, cắt ngọt lắm nha. Sao nó lại làm dài mà cái miệng nó ngắn vậy không biết nữa, nó cắt cái gì không biết nữa. 150 anh em nha. Mary. Rồi, điện thoại sẽ kéo xịt camera lại chút nữa. Ô chết cha rồi, xin lỗi. Số 35 rồi. Rồi điện thoại sẽ dừng lại nha, đừng dừng lại một cái clip để mình nối tiếp luôn cái số 36 nha anh em nha. Điện thoại mãi nói thôi. Mình định là mình sẽ đăng tới số 4, 31 thôi. Nhưng mà bây giờ là mình lấn qua số 35 mất rồi. Thôi thì Điện Thái xin stop lại chút. Vì mình quay một lần như vậy nó dài hơn một tiếng thì nó tải lên rất là lâu. Rồi Điện Thái xin chào và hẹn gặp lại anh em cái clip sau nha. Mình xin stop.